lâu lâu vô rừng check in quán cà phê siêu hot bữa giờ phải nhận ngay cái kết hơn cái tết. Hello mọi người, là Bảo đây. Địa điểm này chắc mọi người bữa giờ lướt top top là cũng thấy rồi đúng không? Ở đây có tên là tiệm cà phê trong rừng. Đúng là tiệm nó nằm ở trong rừng thiệt. Từ trung tâm mà đi ra đây thì khoảng 10 cây số. Đường phố quán thì nó hơi dốc cho nên là ai tay lấy yếu thì nên cân nhắc. Nhưng mà khi đặt chân tới đây rồi thì mình cảm thấy rất là thích không gian ở đây nha. Nó bình yên một cách lạ thường á. Quán có một cái quả view khá là xuất sắc. Phía dưới đồi là cánh đồng hoa xanh bát ngát. Đường đi xuống đồi hai bên trồng rất là nhiều hoa sim tím. Hôm mình đi là quán cũng đã phán bớt rồi. Chứ trước đó thì mình cũng có nghe qua là nhiều người tới mà full chỗ không có chỗ ngồi luôn mọi người. Nghe thiên hạ đồn là cái gương này là cái gương phát người yêu có thiệt không? Tất nhiên là không rồi, nhưng mà ở đây chụp hình lên rất là đẹp nha. Nói có sách mách có chứng. Mọi người đợi xíu, giờ tôi quay nối cái cảnh này. Quán cũng có thêm mấy cái gương nhỏ nhỏ để cho mọi người sống ảo. À, cái góc mà tôi rất là thích luôn đó chính là cái cây xích đu này nè mọi người. Chơi xích đu giữa một cái cánh đồng hoa xanh bát ngát, cảm giác nó khác lạ thường, chiêu thiệt sự. Cũng bắt chen cầm ghế chụp a chụp ơ đồ cho giống người ta. Về nước ở đây tôi thấy pha chế cũng khá là ngon. Mà cái hôm tôi đi tôi quên quay rồi. Và trên đường đi đến đây thì tôi đã bị té sắp mặt mọi người ạ. Cũng hên là chỉ bị thương ngoài da.